Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu là địa phương thường chịu thiệt hại nặng nề về người và của cải do thiên tai gây ra. Hàng năm, huyện Sìn Hồ phải di chuyển hàng trăm hộ dân từ vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới. Cùng với đó, việc bố trí sắp xếp ổn định cuộc sống và tạo sinh kế cho người dân ở nơi ở mới đang đưa người dân và chính quyền vào cuộc chạy đua chưa có hồi kết. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại huyện biên giới Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Trong hơn 3 năm trở lại đây, huyện Sìn Hồ phải di chuyển gần 1.000 hộ dân từ vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới. Những hộ dân được chuyển đến nơi ở mới cơ bản đã ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, còn nhiều hộ dân vẫn chưa được di chuyển do khó khăn về nguồn lực. Nhà nước hỗ trợ nhà cửa để cho bà con có nhà cửa để ổn định cuộc sống và hết cây trồng cho bà con. Các bạn để sản xuất và phát triển kinh tế. Đến đây cuộc sống của tôi và bà con cũng là ổn định. Việc di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ lũ quét sạt lở đất của Sìn Hồ còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, ổn định sinh kế lâu dài cho người dân phải được ưu tiên hàng đầu. Tiếp tục mấy hộ nguy cơ sạt lở, thì phòng vẫn tiếp tục tham mưu và hướng dẫn bà con là tuyên truyền bà con, vận động nhân dân là đến nơi ở an toàn cho bà con. Và hai nữa là tiếp tục là cung cấp cây giống vật nuôi và hướng dẫn cho bà con là tăng gia thu nhập và trong bản và gia đình có thu nhập tăng thêm. Thì mong là cũng sự ủng hộ của Đảng và nước và cho nhân dân tiếp tục là đến nơi ở an toàn. Lũ quét sạt lở đất đang diễn biến khó lường và gây thiệt hại nặng nề hơn cả. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ ứng phó với loại hình thiên tai này. Vì vậy, việc chủ động tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong phòng chống thiên tai được xem là giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong điều kiện thiên tai diễn biến thất thường tại Lai Châu.